Chào các bạn, mà các bạn nghe tiếp cuốn sách Tôi đi học của Nguyễn Ngọc Ký, câu chuyện thứ 8, chiếc lồng chim ưng ý. Thấy các bạn cả làng đứa nào cũng thi nhau nuôi chim sáo, tôi thích lắm. Hiểu ý tôi bằng hứa sẽ cho một con chim trong tổ sáo mới ra hàng của mình, chỉ chờ mấy ngày nữa khi chú sáo mọc đủ lông, tôi kiếm được lồng là mang về nuôi. Tôi ngỏ ý xin tiền mẹ mua cái lồng quả chuông, mẹ tôi định lấy tiền cho, bố tôi liền nói: "Bà chỉ chiều con thôi, nó thì sáo xiếc gì mà cũng lồng với chạn." tôi buồn quá bỏ đi ngay sau chờ lúc bố tôi vắng nhà mẹ lại đưa tiền cho tôi tôi không nhận nữa một hôm đi chơi về tôi rất ngạc nhiên thấy có chiếc lồng quả chuông đặt ở cửa đúng là chiếc lồng mới đan còn lặng mùi che ngâm của ai đây nhỉ tôi đang sửng sốt thì mẹ tôi trong bếp bước ra chiếc lồng bố vừa nhờ ông ngoại con đan cho đấy thôi lui tạm bằng chiếc lồng ấy đừng mua lửa con nhé chao ôi còn gì sướng hơn nữa tôi mừng quá muốn nhảy cẫng lên được tôi hăm hở sang nhà bằng xin ngay con sáo về lui mấy ngày sau trông các bạn có những chiếc lồng đan công phu rất đẹp tôi lại thấy chán chiếc lồng của mình phải làm thế nào để có chiếc lồng đẹp như của chúng nó mới được. Tôi định sẽ đóng một chiếc lồng vuông. nuôi sáo trong lồng vuông mới sướng. Sau gần một tuần hí hoáy đóng đi sửa lại. Tôi đã đóng xong chiếc lồng vuông vừa ý. Tôi phải hì hục vót tới 240 lan tre. Rùi đến 960 lỗ. Làm xong lồng tôi mới biết ngón chân cái của mình đã sưng rộp lên Nhưng vì say xưa với con sáo nhìn nó nhảy nhót trong chiếc lồng xinh xắn Tôi quên hết cả đau nhức Những ngày đầu tôi nhờ bằng cho sáo ăn hộ sau tôi tự cho ăn lấy, tôi dùng chân vạch mỏ, mớm cơm cho nó. Biết nó rất thích ăn cào cào, ngày nào tôi cũng tranh thủ ra vườn đỗ lạc đậu phộng. Sau nhà lùng bắt bằng được mấy con về tặng cho sáo cưng. Vì không có tay cầm nên dùng chân cứ vồ được con nào là tôi lại đưa lên miệng ngậm để mang về mỗi lần như vậy tôi lại bị hai cái càng đầy răng cưa của con cào cào cứa cho tứa máu cả hai môi nhưng nghĩ đến chú sáo cưng được khoái khẩu tôi vẫn nghiến răng chịu đựng thà mình bị đau chứ không thể để nó bị cắt món ăn đặc sản này vui nhất là tôi đã dạy được nó theo người Đi đâu về mở cửa lồng ra huýt nhẹ một tiếng là nó bay vút ra đậu trên vai tôi Tôi âu yếm vuốt ve nó như người thân thiết Đi đâu tôi cũng rong nó theo Mẹ về chợ mua cho quả chuối Tôi cũng không quên dành cho nó một lửa Mỗi lần đến chơi bằng oánh thúy rất thích con sáo và cái lồng của tôi Chúng cứ suýt xoa tấm tắc mãi Có đứa còn gạ đổi nhưng tôi không chịu Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới Cảm ơn các bạn đã theo dõi video